chồng mày tức tức xem nào, mình mở mặt chồng mày tức xem nào, tại sao phải giấu? Cái lúc mà nói chuyện với nó ấy, nó có thể làm cho mình phát điên lên. Mình ui, tao muốn móc mắt mày ra, tao muốn. Ê, có phải là bởi vì thấy mình quá dễ không? Mình cho vay tiền dễ quá, không lần nào gọi điện hỏi vay tiền vài chục đô hay vài trăm đô là mình cũng cho vay, là thấy mình dễ quá nên là có thể lừa không? Chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Tháng trước thì mình có cho lên một cái video kể về cái cuộc sống bất ổn của mình đúng không? Và mình có hứa với các bạn rằng là cái câu chuyện này nó không dừng lại ở đây, bởi vì như mình nói ở trong cái video đầu tiên thì là mình là một người có cái vía đường tăng đấy, kinh thì chưa lấy được, nhưng mà trên đường mình gặp rất là nhiều yêu quái, thế nên là hôm nay chúng mình sẽ lại có một tập tiếp theo về cái cuộc sống bất ổn nữa. Mai chủ đề của chúng mình sẽ kể về những bạn đồng nghiệp. Tại sao vũ trụ lại gửi cho mình những con người như vậy nhỉ? Vẫn như mọi khi trong lúc mình kể chuyện thì mình sẽ ngồi trang điểm. Hôm nay thì là mình muốn thử một cái kiểu trang điểm mắt mới mà mình thấy ở trên Facebook à. Có một bạn up cái kiểu trang điểm mắt này lên xinh, ôi là xinh luôn ý. Mình muốn làm thử cái kiểu này. Trời ơi, trời ơi. Đẹp quá các bác ạ. Mình đang không dùng đèn ý, mình đang dùng ánh sáng ở cửa sổ nên là các bạn sẽ thấy ánh sáng nó thay đổi. Nhưng thôi bỏ qua đi, bây giờ vào câu chuyện luôn nhá. Câu chuyện rất là vui đây này. Cái này là mình có kể một lần trên Insta rồi đấy, là mình có kể ở trên story. Mình nhận được rất là nhiều hưởng ứng của các bạn. Các bạn thấy rất là vui mà mình cũng lười quá, mình không update tiếp. Thì hôm nay là mình lên video mình kể hết cho các bạn từ A đến Z luôn này. Cái công ty trước của mình làm ý thì nó là một công ty nó đúng kiểu đa quốc gia luôn ý, có tất cả mọi người đến từ tất cả các nước. Thì cái bạn nhân vật chính của chúng mình, bạn ấy đến từ một đất nước mà mình không tiện nói tên, nhưng mà đất nước đấy là cái đất nước mà các bạn hay đi du lịch. Nó cũng tương đối là hợp lý, hợp giá tiền ý. Đấy là cái đất nước đấy. Mình làm ở đấy khoảng tầm được 2 tuần đầu thì mình cũng có chơi với một số những bạn khác nữa. Trong cái lúc mà mọi người nói chuyện với nhau ấy, mọi người có bóng gió đến một người. Mình nghe loáng thoáng các kiểu đại ý như là có ai đó ở trong công ty suốt ngày khoe của, xong rồi suốt ngày nói rằng là mình có nhiều tiền nên là không thèm chơi, không thèm nói chuyện với người ta ấy. Mình không nhảy ra được ai ở trong đầu, vì cả bởi vì mình thấy là cái thời điểm đó là mọi người trong mắt của mình rất là ok luôn. Thì mình không nghĩ ra ai cả. Thế là đến khi có một ngày, thì ngày hôm đấy thì là mình đi làm. Bình thường mình đi làm là mình sẽ không mang túi, mà mình chỉ mặc những cái đồ quần áo mà nó có túi quần, túi áo thôi. Thì mình nhét đồ của mình trong đấy, chỉ có một cái AirPod thôi mọi người. Thế nhưng mà ngày hôm đấy khi mà mình đi làm thì là mình mang một cái túi sách của mình đi, và mình cần phải đựng đồ. Thì các bạn biết là cái túi sách của mình ý, nó không nhiều, thế nhưng mà những cái túi nào mà mình hay dùng ý, thì là mình sẽ đầu tư nó ở cái mức độ là hơi mắc tiền một tí, và nó gọi là hàng hiệu đó. Thì ngày hôm đó đến, mình thấy cái bạn mà kiểu nhân vật chính của chúng mình ấy đấy, scan mình từ đầu đến chân, từ chân lên trên đầu các bạn ạ. Mình thấy là có vẻ mình không đúng cho lắm. Lúc mà mình thay quần áo xong mới thay đồng phục ấy, thì mình đứng ở trong cái quầy counter. Con bé đấy nó chạy ra chỗ mình, nó đi ra chỗ mình, nó cầm điện thoại của mình lên, nó bảo mình là mày mở Insta của mày cho tao xem. Các bạn hiểu không? Tức là lấy điện thoại của mình để mở Insta của mình cho nó xem, chứ không phải là dùng điện thoại của nó để mở Insta của mình. Tức là mình thấy đây là một cái hành động nó rất là kỳ cục luôn ý. Nói thật với các bạn là mình cũng biết là mình khó tính, thế nên là mình cũng không suy nghĩ nhiều, mình cũng không chấp những cái chuyện đấy. Thì mình cũng mở Insta của mình ra, mình mở cho bạn ấy xem. Thì bạn ấy thấy cái số người follow này, thấy ảnh của mình này, thấy mình hay đi chơi này, rồi story của mình các kiểu ấy. Nó tắt điện thoại xong nó đặt xuống, nó mới rủ mình đi chơi các bạn ạ. Thì mình cũng từ chối luôn, bởi vì mình bận. Thế là nó mới hỏi mình rằng là thế mày làm gì à? Mày nhiều việc, mày hết việc ở đây rồi thì mày cũng về nhà chứ mày có đi đâu đâu. Thì mình bảo là không, tao còn có nhiều việc nữa ở nhà, tao còn phải làm YouTube nữa. Xong rồi con bé nó hỏi mình một câu mà mình kiểu bị sượng chân luôn ấy. Các bạn biết nó hỏi cái câu gì không? YouTube á? YouTube là cái gì? Là mày lên trên đấy mày nói chuyện với Giai để kiếm tiền á? Oh. Wow. Wow. Con bé mấy mình làm cùng ca thì làm đến 10 giờ tối. Thì nó gợi ý là nó đưa mình về. Mình bảo là thôi tao tự về được, tao đi MRT tàu điện ngầm tao về. Thì con bé nó cứ năng nặc, nó đòi mình đưa mình về. Thì nó đòi nhiều quá, mình cũng ngại. Thế mình đi thôi, đi trước, đi dẫn đường đi. Đi thế là mình đi theo nó về các bạn ạ. Hay là nó ngồi trên xe ô tô, nó hỏi mình rằng là thế mày ở trên làm cái YouTube đấy mày kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Mình không thích những người hỏi những cái câu như thế luôn ấy. Vô duyên ấy, mình thấy rất là vô duyên luôn ấy. Mình cũng chọn bừa một con số để mình nói rồi, mình bảo vài ngàn một tháng. Ban đầu nó ngồi ghế trên nhá, nó ngỏm xuống như này, nó hỏi mình như thế này này các bạn này. Xong rồi nó nghe thấy mình nói là vài ngàn cái, nó dựa phẹt vào cái lưng ghế một cái, xong nó kêu à thế á, thế thì chồng tao còn cho tao nhiều hơn thế. Vô duyên vậy má. Em ơi, vô duyên thế. Thực ra tao thấy làm mấy cái này cũng dễ, tao cũng làm được ấy, nhưng mà chẳng qua là tao không thích thôi.
mình cũng nói với nó rằng là ừ, bởi vì là có nhiều người người ta cũng ngại máy quay, thế nên là nếu như mà làm được thì cứ làm dần đi cho nó quen thôi, chứ nó không khó đâu. Không, tao ngại gì máy quay, tao không ngại máy quay đâu, nhưng mà chẳng qua là tao có một cuộc sống quá là luxury, tao ngại tao phải chia sẻ mọi người để mọi người kiểu như là tò mò tìm hiểu ấy. Thế xong rồi các bạn biết nào không? Nó đưa mình về nhà nó. Nó đưa mình về nhà nó chứ nó không có đưa mình về nhà mình, mà trong khi đó nó mang tiếng nó đưa mình về nhà, nó đưa mình về nhà nó các bác ơi. Tức cần chết luôn ấy. Sau mình đi làm thì mình có nói chuyện với mấy bạn mà mình chơi ở chỗ làm ấy, thì mình kể là cái câu chuyện hôm qua đến thế là nó bảo đưa mình về nhà, xong rồi nó lại đưa mình về nhà nó. Thế là mấy bạn ấy mới cười lên, mấy cái đứa lớp làm mình nó cười lên, thì chúng nó mới bảo rằng là không phải là nó muốn đưa mày về nhà đâu, mà nó chỉ muốn khoe xe thôi. À hóa ra là nó muốn khoe xe à. Em ơi, mất công đấy nhờ, sao không đưa cái ảnh của cái xe ra trước mặt mình cho mình xem là xong rồi mà. Tại sao lại phải đưa mình lên trên xe xong rồi đưa mình về nhà nó để mình mất công bắt xe buýt về nhà mình nữa. Em ơi, phiền lắm luôn ý. Muốn khoe thì khoe nữa, nhưng nó gọn gàng một tí xem nào, cái gì mà cồng kềnh dữ vậy. Hóa ra là bé muốn khoe xe. Các bạn có biết là mấy ngày hôm sau bé hỏi mình cái gì không các bạn? Bé hỏi mình rằng là chồng ta đẹp trai không? Bé hỏi mình như thế thì các bạn cũng biết là mình cận mà, mình cận tương đối là tương bừng đấy, thế nên là mình cũng nói với nó luôn là ơ tao cận, tao không có nhìn thấy cái gì đâu. Nó tiến sát vào mặt mình như này, nó như thế này với mình đấy bạn. Mày nhìn mặt chồng tao đấm mày chết kia. Nhưng mà các bạn nghe mình kể cái này, các bạn có tin là mình kể thật không? Các bạn có tin là mình kể sự thật không? Đấy chính bản thân mình nghe cái câu đấy mà mình còn không tin vào tai mình luôn ý. Chứ đừng nói là các bạn nghe qua lời mình kể. Nhưng mà mình thề với các bạn luôn, đấy là sự thật. Các bạn muốn mình thề cái gì cũng được, thề bất kỳ một cái gì trên đời này mình cũng chơi với các bạn tất tay luôn, là thật sự 100% câu đấy nó nói là sự thật. Bây giờ mày hỏi tao là chồng mày có đẹp trai không, tao bảo tao cận, tao không nhìn rõ, thì mày lại nói là mày mà nhìn chồng tao là tao đấm mày. Tao không nhìn chồng mày, tao biết làm sao chồng mày đẹp trai. Mà bây giờ mày đi hỏi tao cái câu chồng mày đẹp trai không, mày bị điên à? Mày bị điên đúng không? Mọi người có biết không là trên dưới 3 lần nhá, trên dưới 3 lần con bé đấy nó cầm điện thoại của mình, nó bắt mình mở ảnh của chồng mình ra cho nó xem mọi người ạ. Lần đầu tiên thì mình từ chối, lần thứ hai mình cũng từ chối, mình nói là mình không giữ ảnh. Thì nó không tin, đến cái lần thứ 3 nó vẫn cứ nằng nặc, nó cầm cái điện thoại ra, nó dí vào mặt mình như này, bảo là mày mở cái mặt chồng mày ra cho tao xem nào, mày mở mặt chồng mày ra cho tao xem nào, tại sao phải giấu. Vô duyên kinh khủng luôn ấy. Tất cả những câu chuyện của nó kể về cho mình ấy đều là những cái chuyện như là tiêu tiền, những cái chuyện như là hàng hiệu, rồi cái kiểu cuộc sống xa xỉ của nó. Và nó hay dùng cái từ là luxury life ấy các bạn, tức là cuộc sống xa xỉ đấy. Ờ, rất là hay dùng cái từ ấy luôn, tự nói với bản thân mình như thế. Mọi người công ty thì nghi ngờ tất cả những cái gì mà con bé này nó nói là không phải là sự thật. Thì nói chung là mình nghe thì mình cũng chỉ nghe tay này xong cho qua tay kia, chứ mình không quan tâm nó có thật hay không. Vì ôi, tiền nó tiêu, nó có phải là tiền của mình quan tâm làm gì, đúng không? Thế nhưng mà có một cái hôm, có một câu chuyện mà nó nói ra mà khiến mình cảm thấy ừ, hình như là mọi người nói đúng. Mình hỏi mọi người ở chỗ làm rằng là mọi người đã đi thi bằng lái xe chưa ấy, thi nó có khó không, ở bên sinh nó có khó không, vì lúc đấy là mình có ý định mình đi học lái xe rồi. Con bé đang đứng ở trong góc, nó quay phắt ra một cái. Mày định mua xe à? Mua chưa? Mua xe gì đấy? Không, không mua xe, chỉ định đi học lái xe thôi. Thế mày có bằng lái xe chưa? Mình hỏi nó như thế. Thì nó bảo với mình rằng là tao bằng lái xe rồi, cái xe của chồng tao lái là xe của tao đấy chứ, tao mua nhưng mà tao để chồng tao đi đấy. Thế mình mới hỏi nó là thế bằng của mày là bằng auto hay bằng manual? Thì tức là khi mà các bạn đi học bằng lái xe, các bạn sẽ biết là có hai loại bằng lái xe đúng không? Một là lái xe số tự động, hai là lái xe xe số sàn đúng không? Hai cái đấy là auto với manual đúng không? Nó không hiểu auto manual là cái gì đó, bảo là hả? Cái gì? Auto với manual ấy, mày học bằng lái xe nào? Bằng lái xe là bằng lái xe thôi, auto với manual là cái gì? À, lúc đấy là mình mới tỉnh ra đấy các bạn. Ôi, con này đích thị là lươn rồi. Có bằng lái xe, đi học bằng lái xe là không thể nào không biết auto với manual là cái gì cả. Cái vụ cái bằng lái xe là mình mới ngộ ra là tất cả những cái gì mà bạn ấy nói, con bé nó nói trước đến giờ ấy, là chắc là mình phải trừ đến 80% là sự thật. Mình đã rất nhiều lần là mình tỏ cái thái độ rằng là mình không thích nói chuyện với nó, mình không thích giao lưu với nó, bởi vì cái kiểu nói chuyện của nó không hợp gu của mình. Khi nào mà nó bắt đầu kể chuyện thì là mình cũng sẽ đi ra chỗ khác chứ mình không có nghe. Thì là mình đã tỏ thái độ đấy như thế rồi, nhưng mà con này nó không hiểu ấy. Hôm nào đi làm về đến cái tầm ca tối đi làm về mình mà nó cùng ca là nó cũng sẽ rủ mình đi nhậu, nó cũng sẽ rủ mình đi chơi. Nếu mà nó rủ mình kiểu bình thường như là ví dụ như là à hôm nay rảnh đi uống bia uống rượu đi thì không nói nha mọi người, thì mình không có vấn đề gì. Nhưng mà vấn đề là khi mà nó rủ mình nó hay chêm thêm cái câu là đi uống rượu mang đắt tiền đi, tao không thích uống bia rẻ tiền đâu, uống bia ở xe về level rẻ lắm, tao không thích uống. Khi mà mình đi nhậu nhá, quan trọng không phải là mình đi đâu, mình ăn cái gì, mình uống cái gì, mà cái quan trọng nhất đấy chính là cái người đi cùng mình, là cái người mình có nói chuyện được không, mình có kể chuyện được không, và người đấy có hợp với mình hay không. Những cái người như thế cho mình đi ra ngoài bờ sông cầm một lon bia hay là uống một cốc bia cỏ có 5.000, 10.000 thôi, mình cũng vui, mình cũng thích hơn là đi với những người mà mình không ưa xong rồi cho mình đi vào nhà hàng uống mấy cái rượu vang 1-2 ngàn đô để làm cái gì.
mình không có nhu cầu. Cái chuyện thứ hai ấy, cực kỳ ươn luôn, đấy chính là nó không bao giờ nó chấp nhận được cái việc người khác hơn nó các bạn ạ. Lúc nào nó cũng sẽ phủ nhận rằng là người ta hơn nó là bởi vì người ta may mắn thôi, chứ người ta không có nỗ lực. Mình bị rồi, mình kể cho bạn nghe. Hôm nay có một khách mà theo những kinh nghiệm của mình ấy, là mình nhìn một phát luôn là mình biết khách này là khách sộp, mặc dù là khách mới lần đầu tiên bước vào luôn. Mình làm công việc này quá lâu năm rồi, cái khả năng nhìn khách của mình nó phải là chuẩn đến 99%, 1% để cho gọi là xác suất thôi. Mục đích của mình ấy là rủ nó vào làm cùng, bởi vì nó làm lâu năm rồi, nó biết nhiều về sản phẩm hơn mình. Thì mình cầm, mình kéo tay nó vào như này, mình chưa kịp nói gì các bạn ạ. Chưa kịp nói gì luôn, nó vùng tay mình ra. Eo ơi, thôi đừng sờ vào người tao, tao sắp đi du lịch rồi, tao sợ bị lây virus lắm. What? Ok, mày không làm gì, thế là mình chạy ra mình gọi ông quản lý. Cả mình cả ông quản lý hai người đứng nói chuyện với khách. Và cuối cùng nhá, trong 30 phút thôi các bạn đã chốt deal 5.000. Thì trong cái lúc mà bọn mình tiếp khách, con bé nó đi ăn, thì cái lúc mà nó đi về rồi nó nhìn thấy cái hóa đơn 5.000 nhá. Ôi hóa đơn to quá, các bạn biết nào không? Nó nói với mình rất to là: "Ơ tu ta, mày thật là may mắn đi." May mắn? Không, thật ra là tao mà phải đi làm với mày, tao là không may mắn luôn. Thật luôn ý, không hề may một tí nào luôn ý. Rõ ràng là mang deal mang khách để cho nó, nó lại vùng vàng, nó kêu là tay mình chạm vào tay khách rồi hay là bị virus các kiểu thế nọ kia. Mà lúc đó hết Covid rồi còn đâu nữa, hết Covid rồi. Sao ấy? Và nó còn có một cái tính rất là xấu, nó là nó rất là hay chê người ta các bạn ạ. Những cái người khách nào mà bước vào trong tiệm mà đến cái lượt nó tiếp ấy mà nó không tiếp được, hay là nó không kiểu như là không sell được cho khách ấy, là nó sẽ quay ra và nó nói là: "Eo ơi, khách này cheap thế, khách này rẻ tiền đấy, có mùi gì thối ấy, có mùi gì ghê lắm." Mình muốn tát cho một phát ý. Cho đến một ngày mà mình cảm thấy là cái con bé này nó quá đáng quá. Con bé này nó đi về nước của nó, thì nó kể với mọi người công ty là nó về nhà nhưng mà nó phải thuê khách sạn 5 sao. Ừ, phải có thêm từ 5 sao vào đấy. Nó về nhà nhưng nó thuê khách sạn 5 sao, nó ở tận 1 tháng liền. Có một đứa nó mới hỏi là: "Ơ thế mày về nhà tại sao mày không ở nhà, mày lại phải đi ra khách sạn làm gì?" Thì các bạn biết không, nó diễn tả một hành động như này này. Tức là cái hành động như thế này, xong cái mặt như thế này là sao? Là chê bẩn à? Là chê dơ à? Hay là chê nghèo, chê hèn? Mình không thể chấp nhận được cái hành động như thế nhá. Mình cực kỳ ghét những cái người nào không biết nguồn gốc của mình ở đâu. Mình sinh ra ở một gia đình ở vùng quê, mình nghèo, mình đói. Đến khi mà mình lớn lên, mình có cơ hội, mình phát triển, mình kiếm được nhiều tiền hơn, thì mình có cuộc sống tốt hơn, thì mình có thể mang cái tiền đó mình mang về cho gia đình, mình thay đổi gia đình, mình nâng cấp gia đình mình lên. Chứ đừng nghĩ là ngày hôm nay mình giàu có, mình có tiền rồi mình chê quê mình chê nhà mình chê cơm mẹ mình nấu, mình chê tất cả mọi thứ nó bẩn, nó nghèo, nó hèn, là không thể chấp nhận được. Ngày xưa thì mình chỉ là không thích thôi, nhưng mà từ cái lúc có cái hành động đấy là mình thấy ác cảm vô cùng. Khi mà mình kể một số câu chuyện như thế này lên Insta ấy, thì có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi là: "Tại sao dạo này chị lại hiền thế mà chị lại bỏ qua cái chuyện này à, mà chị lại không nói gì?" Thực ra nhá, mình nói thật luôn là mình thấy con bé này nó có một cái sức mạnh vô cùng thần kỳ ấy các bạn. Ôi nó thần kỳ lắm ấy. Tức là nhá, cái lúc mà nói chuyện với nó ấy, nó có thể làm cho mình phát điên lên. Mình ui, tao muốn móc mắt mày ra, tao muốn ê. Thế nhưng mà khi mà nó ngừng nói, có thì là mình lại hết giận các bạn ạ. Có hay cực, nó làm cho cái máu điên của mình ý, nó không sôi được lên hẳn 100 độ đâu. Nó chỉ bục này xong nó xịt, bục này xong nó lại xịt. Nó lạ lắm mọi người ạ. Hoặc là có thể bởi vì là mình cảm thấy hơi tội lỗi, là bởi vì cái lần đầu tiên khi mà mình vừa mới đến làm, cái buổi đầu tiên luôn mình đến làm, thì mình có chót gây tai nạn cho bạn ý. Mình mở cái ngăn kéo, cái ngăn kéo đấy nó lại cao đúng bằng cái tầm của con bé đấy, cái tầm của cái vùng tam giác, cái vùng chị em ấy. Thì mình kéo ngăn kéo đấy, nó đập bột vào cái chỗ đấy của nó. Ôi con bé nó đau quá, nó đau, nó chảy cả nước mắt, nó hình như nó khóc hay sao ấy. Kể câu chuyện vừa nãy mà hết cả một cục pin các bạn ạ. Các bạn một cục pin của mình là có thể quay được 1 tiếng rưỡi đấy. Riêng kể chuyện con bé đấy là mình đã quay hết một cục pin rồi đấy. Nên mình sẽ cố gắng mình cắt ngắn đi cho nó ngắn gọn hơn để cho các bạn xem cho nó đỡ chán. Tiếp theo câu chuyện thứ hai này, thì cái bạn này là cái bạn ngày xưa khi mà mình làm ở công ty cũ ấy, thì là mình rất là thân. Hai đứa hợp nhau, hợp tính cách nhau, nói chuyện cũng vui mà kiểu sống cứ chiêu chiêu, cũng không quan tâm nhiều đến thế sự nhân gian bên ngoài ấy. Và cái ngày đầu tiên khi mình nói chuyện, mình đã thấy là cũng có một cái gì đó hơi hâm giống như mình, thế nên là có thể click được. Bạn ấy cũng có kể với mình rằng là mẹ bạn ấy bị bệnh rồi, gia đình đã, bố mẹ đã ly hôn. Nữa là em bạn ấy thì đang đi học cấp 2, và tất cả những cái gì mà gọi là gánh nặng kinh tế, gánh nặng gia đình ấy thì đều đặt hết lên vai của bạn ấy cả. Có nhiều lần là nhắn tin cho mình bảo là cho có thể mua cho bạn ấy một cái gói cơm gà được không, bởi vì lâu lắm rồi bạn ấy chưa được ăn cơm, bạn ấy không có tiền để mua đồ ăn tử tế, thì mình không mua cho bạn ấy cơm gà, mình cho hẳn bạn ấy đi vào trong nhà hàng luôn, ăn đồ đoan hoàng tử tế, thích ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu, mình trả tiền cho hết. Có một lần là bạn ấy gọi điện cho mình lúc mà tầm ban đêm khi mà mình đi làm về, lúc đấy là 11-12 giờ ấy, thì bạn ấy gọi điện, bạn ấy kêu rằng là mẹ bạn ấy bị ngã,
bạn ấy cần phải đưa mẹ bạn ấy vào cái clinic, phòng khám để khám. Mà cái phòng khám tầm buổi tối nó chỉ có cái phòng khám 24 giờ thôi. Mà phòng khám 24 giờ thì nó rất là đắt. Mà bạn ấy chỉ vay mình có 100 thôi. Thì bảo bạn ấy là đi clinic ban đêm ấy thì nó sẽ không bao giờ có giá 100 đô đâu. Riêng tiền bác sĩ khám bệnh thôi là đã 80-90 đô rồi. Làm sao còn đủ tiền kiểu như là tiền thuốc hay là tiền nọ kia nữa, thì mình chuyển thẳng cho 300 nhá. Rất là nhiều lần vay mình tiền như thế thì cũng nhắn tin cảm ơn. Xong rồi cũng bảo là không có may thì không biết là ta phải sống sao ấy các bạn. Đấy, cũng kiểu nói chuyện ngọt ngọt như vậy á. Thì cho đến một ngày, cái lúc đấy là mình đã nghỉ cái công việc mà mình làm cùng với bạn ấy rồi, mình không còn đi làm ở đấy nữa. Thì buổi sáng sớm bạn ấy gọi điện cho mình, gọi video call cho mình nhá. Bình thường gọi thì không sao đi, gọi hẳn video call. Thì mình vừa mở cái màn hình ra đã thấy bà ấy khóc, khóc mà nước mắt nước mũi đầm đìa, không thấy đâu là nước mắt, không thấy đâu là nước mũi. Bạn ấy đưa mẹ bạn ấy đi cấp cứu. Thế nhưng mà bác sĩ bảo là không mổ được. Bây giờ bác sĩ là muốn gia đình đưa mẹ bạn ấy về nhà. Thì bạn ấy có kể nữa là bây giờ chú của bạn ấy ở bên Malaysia ấy, là muốn đưa mẹ bạn ấy sang bên Malaysia để chữa bệnh. Ok, thế mình nghe đấy là mình hiểu vấn đề rồi nha. Thì mình bảo thẳng luôn, thế đi vào vấn đề luôn, đi vào vấn đề chính luôn đi. Mày có tiền không? Có thể cho tao vay trước được không? Tao vay xong rồi tao sẽ đi làm, tao sẽ trả tiền cho mày. Thì mình hỏi là vay bao nhiêu? Thì bạn ấy bảo là vay 3.000. Ui, 3.000 nhá. Ui, 3.000 là con số to đấy. Thì mình cũng rất là nhẹ nhàng, mình bảo bạn ấy là nếu như mà đã là chú của mày là em của mẹ mày, thì đấy là một cái sự giúp đỡ, một cái sự xuất phát từ gia đình, từ tình thân. Tại sao không là hai bên cùng nhau góp tiền vào mà để cho mày trả hết ý. Thế nhưng mà nó cứ lảng cái chuyện của mình đi, nó cứ bảo là không không không, chúng mình thế nọ, chúng mình thế kia các kiểu. Thì mình có nói với nó là ok, bây giờ mày muốn vay 3.000 đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mày phải hiểu như này này, là tao là người sống có nguyên tắc. Từ trước bây giờ tao không cho ai vay tiền cả. Tao không thích cho ai vay tiền hết. Mà nếu như mà có xác định vay nhá, thì với tao đấy là cái số tiền tao xác định là mất. Thế nên là cái số tiền mà tao xác định mất để cho một mối quan hệ, nó chỉ là limit 500 đô thôi. Mày có thể vay được cái số 500 đô đấy của tao, mày có thể cầm cái 500 đô đấy của tao và mày biến mất hút luôn cũng được, tao không cần đòi lại. Tao có thể cho mày. Khi mà mình nói thế thì bắt đầu nó lại khóc òa lên, khóc ui cha la cha cha cha, ui khóc tưng bừng, khóc khói lửa luôn. Và nó bảo là ôi như thế thì nó không đủ đâu, nó không đủ để nó có thể làm kiểu như là chữa bệnh cho mẹ nó, không thể đưa mẹ nó sang Malaysia để chữa bệnh được ấy. Mình thôi bảo dừng, dừng lại nhá. Bây giờ mày phải hiểu như thế này này, tao với mày chỉ quen nhau có 3 tháng thôi. Tao không là ai trong cuộc đời của mày cả, mày cũng không là ai trong cuộc đời của tao cả. Mày đừng có nghĩ là mày có thể dựa dẫm vào tao, trong khi tao với mày là một người quá là bình thường, chỉ hơn mức xa lạ một tí thôi. Cái việc mà mày hỏi giúp đỡ tao giúp được bao nhiêu, đấy là việc của tao nhá. Và tao sống có nguyên tắc, vay được bao nhiêu tao cho vay được bao nhiêu thì mày cầm bấy nhiêu, mày cảm thấy mày cần thì mày cầm, còn không cần không đủ thôi, không cầm cũng không sao. Tiếp tục lại khóc và còn mặc cả với mình bạn ạ. Mặc cả với mình luôn các bạn nhá. Là thế thôi, cho tao vay 2.500, 2.500 không được xuống 1.500, 1.500 không được xuống 1.000, không là không. Đúng cái số tiền đó, cầm thì cầm, không cầm thì thôi. Mà trước giờ nhá, là những cái gì vay mình là chưa hề trả luôn nha. Những cái lần mà nhỏ nhặt 10 đô, 20 đô, mấy lần mà đi viện cho mẹ 300 đô, 100 đô là chưa hề trả đâu nha. Thi thoảng xóa 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 một tí thôi. Thì mình bảo là cái số tiền trước ý, nợ bao nhiêu thì lấy 500 đô trừ cái số tiền đấy, và còn thừa bao nhiêu tao chuyển nốt lại cho mày, đủ tròn 500 đô thì thôi. Thì sau khoảng thời gian đó là mình vẫn hay gặp để nói chuyện, cũng hay tâm sự cái chuyện của công ty. Thì bạn ấy cũng có nói là bởi vì bạn ấy không bán được nhiều hàng ý, thế nên là cái số tiền lương của bạn ấy bị giảm, đang từ 2.500 giảm xuống còn 2.200. Và cái 300 mít là cái số tiền rất là lớn với bạn ấy, cũng tội nghiệp thật. Việc dưng là đang lương 2.500 trừ ngoét người ta mất còn 2.200, cũng khổ thân thật. Sau đó khoảng tầm vài hôm, mình có một người bạn khác nhắn tin cho mình là bạn trai của bạn ấy muốn mở một cái phòng khám, thì đang tìm một cái trợ lý, tìm một người nhân viên làm trợ lý lương 3.000 nha. Lương 3.000 làm công việc văn phòng. Thì mình có, ôi trong đầu mình tinh lên một cái, mình bảo ơ công việc này được này. Thì mình mới nghĩ đến cái bạn kia kìa. Mình có bốc điện thoại mình gọi luôn. Chuyện quan trọng mà, chuyện quan trọng thì không nên nhắn tin, gọi luôn. Thì mình gọi luôn, mình cứ bảo là bây giờ tao có công việc như này này. Đấy, lương nó 3.000 nhá. Mà 9 giờ đến 5 giờ rất nhàn luôn. Mà sau 5 giờ mày có thể đi làm part time được. Lương 3.000, khởi điểm 3.000 nhá. Còn sau này làm sau 3 tháng còn được tăng lương cơ. Mình gọi như thế, mình nói như thế. Thì nó nói với mình rằng là để tao suy nghĩ đã thì tao gọi lại nhá. Thì mình cũng giật máy, mình cũng thấy hơi sai sai. Sao lại suy nghĩ nhỉ? Mình nói như thế thì đâu có nghĩa là nó được nhận việc luôn đâu, phải đi phỏng vấn mà. Suy nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Phải đi phỏng vấn trước đã chứ, người ta ưng thì người ta mới đi làm ấy. Lúc đấy mình nghĩ là mình có đi làm hay không chứ, nghĩ cái gì trời. Một nửa ngày sau mình nhắn tin cho nó, mình bảo là mày nghĩ lâu ấy. Thì nó nhắn cho mình một cái tin. Việc quan trọng thì mình gọi điện, thế nhưng mà nó thì nhắn tin cho mình. Rồi ok không sao. Nó nhắn tin cho mình, nó nói là nó không muốn làm công việc này. Nó cảm thấy công việc này bị áp lực. Và nó nói cái gì liên quan đến tâm thần, thần kinh ý, vấn đề về tâm lý gì ý. Mình thấy tin nhắn dài quá, mình đọc lướt lướt một vài từ, mình thấy cái đại ý là nó không muốn làm rồi.
thì mình gọi điện luôn. Mình phải dừng lại, mình đang định kể mắt đấy nhưng mà thôi mình dừng lại. Mình gấp điện thoại lên, mình bảo với nó rằng là: này, không phải tao giới thiệu cho mày công việc đấy, tức là có nghĩa mày được đi làm luôn. Mày đã từ chối ngay lập tức, mày không nghĩ đến cái việc mày đi phỏng vấn à? Mày phải đi phỏng vấn thì mày mới biết là người ta có nhận mày hay không để mày từ chối ấy chứ. Bây giờ chưa phỏng vấn, chưa biết cái công việc như thế nào mà lại nói là công việc đấy áp lực, mà lại nói là công việc đấy nó không làm được. Tại sao? Thực ra thì là tao muốn dành thời gian cho công việc này ở đây để tao làm quen với công việc ấy. Thế cả là tao cũng muốn làm để bán hàng, nó sẽ có commission. Còn cái công việc mà mày giới thiệu cho tao ấy, nó chỉ có lương cứng thôi mà tao không có commission. Mày muốn commission đúng không? Bây giờ tao hỏi mày nhá, mày đã làm cái công việc đấy 1 năm rồi. Một năm rồi, nếu như mà mày bán được hàng thì sếp của mày đã không cắt lương của mày, đã không làm lại hợp đồng của mày từ 2.500 xuống 2.200, đồng ý chưa? Nó kêu ừ. Tiếp này, hoặc nếu như mà mày là một nhân viên tiềm năng thì sếp của mày đã training được mày rồi, không đến mức độ sếp phải cắt hợp đồng của mày, đúng chưa? Nó bảo là ừ. Tiếp, thế tại sao mày nói với tao là 300 đô là một số tiền rất lớn, nó có thể giải quyết được vấn đề của mày, mà bây giờ tao cho mày một công việc, tao giới thiệu cho mày một công việc nó nhiều hơn 800 đô một tháng mà mày lại từ chối? Tại sao? Đấy, tao làm ở đây bởi vì tao thấy công việc này nó cũng ổn định ý. Với cả là tao cũng muốn ổn định cuộc sống, với cả là công việc, cái môi trường ở đây nó cũng rất là dễ chịu ấy, tao muốn làm ở đây hơn ý. À, mày thích ổn định đúng không? Bây giờ nói tiếp câu chuyện ổn định này. Bây giờ tao hỏi mày nhá, cái từ ổn định ý, cái từ settle down ý, người ta chỉ dùng khi nào mà người ta đã có rồi thôi. Người ta có rất nhiều rồi thôi và người ta muốn nghỉ, người ta muốn làm một công việc mà nhẹ nhàng, đơn giản, bình thường. Còn chính bản thân mày, mày cũng nói với tao là mày không có một cái gì trong tay. Thế mày nói ổn định cái gì? Mày nói ổn định ở đâu? Bây giờ tao cho mày một công việc mà nó thật sự nó có thể mức độ ổn định hơn rất nhiều nhá. Mày có thể đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau đó thì mày có thể đi làm part time. Mày đi làm part time mày rẻ rúng, một tháng thì mày cũng phải kiếm được 700-800. Như thế là một tháng thu nhập của mày cũng sẽ được từ 3.700 đến 3.800. Thế tại sao mày không làm? Tại sao mày lại nói đây là công việc ổn định hơn trong khi nó thu nhập kém hơn, mà trong khi mày là người không có tiền? Tại sao? Khi mà mình đọc cái tin nhắn mà nói là từ chối công việc này là mình đã nghi rồi. Thế nên là bởi vì mình nghi, vậy nên là mình mới hỏi dồn dập như thế, để cho người ta bị dối, làm cho là người ta sẽ lộ ra những cái gì mà người ta đang giấu. Xong rồi một lúc sau mình nhắn tin lại, mình hỏi là thế mẹ mày tình hình như thế nào rồi ấy? Bởi vì lúc đấy là bạn ấy đã đưa mẹ của bạn ấy sang bên Malaysia để chữa bệnh rồi. Thì bạn ấy có nói với mình rằng là cảm ơn mày đã hỏi ấy, mẹ tao đỡ hơn rồi, tốt hơn rồi, sức khỏe tốt hơn rồi. Thì mình mới ngạc nhiên, mình hỏi rằng là thế hóa ra là bác sĩ ở bên Malaysia giỏi hơn bác sĩ ở Sinh nhiều nhở? Không, thực ra là không có đi bệnh viện mà là chỉ để ở nhà thôi. Nhưng mà chắc là bởi vì mẹ tao được uống, ăn nhiều đồ bổ với cả uống herb ý. Các bạn biết herb á? H-E-R-B, mình không biết cái tiếng Việt của cái herb nó là cái gì. Thì đấy, bạn ấy bảo là bởi vì mẹ bạn ấy ăn đồ bổ với cả uống herb nhiều, thế nên là sức khỏe nó tốt lên rồi. Bắt quả tàng. Bắt quả tàng nói dối luôn các bạn nha. Để mình từ từ đóng cái bút kẻ mắt và mình kể cho bạn nghe vì sao mình biết bắt quả tàng. Cái câu hỏi là mẹ mày dạo này thế nào ấy, thực ra đấy là cái câu hỏi mà mình gài thôi. Mình gài để mình tìm hiểu xem là những cái câu chuyện mà bạn ấy kể về hoàn cảnh gia đình của bạn ấy là thật hay không thật. Khi mà bạn ấy trả lời với mình rằng là mẹ bạn ấy ăn đồ bổ với cả uống hớp mà nó khỏe lên được, thì mình cam đoan 100% với các bạn đây là một câu chuyện giả. Cái việc mẹ bạn ấy bị bệnh cũng là một câu chuyện giả luôn, một câu chuyện mà bạn ấy dựng lên luôn. Bởi vì sao các bạn biết, mình biết không? Như thế này nhá, mẹ bạn ấy bị thận, bị thận rất nặng luôn, thận nặng đến nỗi mà bác sĩ không phẫu thuật được. Bác sĩ ở Sinh đã bảo là gia đình đưa về nhà. Mà thường bác sĩ mà bảo gia đình đưa bệnh nhân về nhà là có lý do gì? Thứ nhất, bệnh nhân đã khỏi. Thứ hai, bệnh nhân sắp đi. Đúng không các bạn? Không có lý do gì bệnh nhân còn chữa được mà bác sĩ lại bảo đưa người nhà đưa bệnh nhân về cả. Chỉ có hai lý do này thôi. Một là sắp khỏi, hai là sắp đi. Thế thôi. Thế mà vác sang Malaysia nhá, cho ăn đồ bổ nhá, cho uống hớp nhá, mà khỏe lên được. Sai. Sai, quá sai luôn. Riêng bị thận nhá mà ăn đồ bổ mới uống hớp là chỉ có ra đi nhanh thôi. Tại sao mình biết cái điều này? Người nhà mình bị thận, sếp mình bị thận, bạn trai của bạn mình là bác sĩ. Mình đã triple confirm luôn chứ không phải là double confirm nhá. Bị thận là làm sao? Là phải tránh đồ bổ. Đặc biệt là những cái dạng hớp là bắt buộc phải tránh, bởi vì nó sẽ làm cho cái thận nó hoạt động rất là nhiều. Thế nên là nó sẽ làm cho thận bị suy yếu. Và đã bị thận rồi mà còn ăn cái đấy mà còn đòi là khỏe lên được, thì mình thấy là sai, quá sai rồi. Cái lúc đầu khi mà mình nghi cái chuyện là mẹ bạn ấy có bị bệnh thật hay không ấy, thì mình cũng hơi suy nghĩ. Nếu như mà mẹ người ta bị bệnh thật ấy, thì mình nghĩ như thế thì có quá đáng lắm không ấy. Biết đâu là chẳng qua đấy là cái suy nghĩ từ phía mình thôi. Thế nhưng mà mình càng ngồi nghĩ thì mình cảm thấy không đúng các bạn ạ. Thật luôn. Cái lúc đấy là tất cả những cái câu chuyện mà bạn ấy kể cho mình từ xưa đến nay, nó như một cái thước phim tua nhanh ấy các bạn. Tua tốc độ kiểu vèo như này. Tất cả nó quay trở lại cái đầu của mình và mình recall lại hết tất cả những cái gì bạn ấy nói cho mình. Thì mình thấy tất cả mọi thứ nó đều không logic một tí nào.
cực kỳ không logic một tí nào. Tại sao có người yêu 7 năm không vay tiền người yêu lại vay tiền mình? Tại sao có công việc mà không ứng chức lương mà lại đi vay tiền mình? Tại sao không có tiền phải chăm lo kinh tế cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho em mà vẫn chăm chăm đi xem đồ hàng hiệu? Tại sao? Chính bản thân nó còn nhờ mình đặt nhân viên của Chanel để giữ cho nó một cái card holder. Nha các bạn, một cái túi card holder của Chanel không đắt, nó chỉ tầm 800 hay 900 thôi. Nhưng mà với những người mà không có tiền ý, và phải đi vay tiền để mà ăn từng bữa có 4 đô, 5 đô ý, thì cái túi đấy nó là một cái khoản tiền quá lớn. Mẹ bị bệnh, bệnh hiểm nghèo luôn, em đi học. Những cái người như thế nhá, những cái người mà bị rơi vào hoàn cảnh như thế nhá, mình nói thật luôn ấy, việc gì người ta cũng làm. Cho việc gì người ta cũng làm, cứ việc nào cao tiền hơn là người ta làm. Thật luôn, đấy là bản năng của con người. Đói là phải đi tìm đồ ăn, nghèo là phải đi tìm tiền, đúng không? Ai cũng thế thôi. Lúc đấy mình nghĩ ra các bạn là nó không logic một tí nào luôn ý. Thế lúc đó mình sau khi ở mình xác định được rằng là thật sự là mình đã bị lừa. Lừa thì cũng không đúng được ra, thì cái số tiền 500 đô đấy thì là mình vẫn lấy lại được. Thì mình bắt đầu mình lại quay ra mình nghĩ về bản thân mình là tại sao nhở? Tại sao lại lựa chọn mình là đối tượng nhỉ? Mà mình nói thật luôn nhá, là mình thấy mình quá tử tế luôn ý. Cơm ăn không có, mình mua cho cơm, đồ dưỡng da, đồ trang điểm, quần áo, mình cho. Mỗi một lần mình cho bạn ấy đồ skincare với cả đồ dưỡng da hay là đồ trang điểm nhá. Các bạn biết không, hai cái túi sách đầy như thế này, nặng như thế này, mẹ đi cấp cứu vay 100 đô mình chuyển hẳn cho 300. Có phải là bởi vì thấy mình quá dễ không? Mình cho vay tiền dễ quá, không lần nào gọi điện hỏi vay tiền vài chục đô hay vài trăm đô là mình cũng cho vay, là thấy mình dễ quá nên là cứ thế lừa không? Nói thật đấy, mình hỏi thật đấy, các bạn có thấy mình dễ quá không? Mặc dù là mình không bị mất gì, mình không bị mất gì cả. Và cái việc mà đưa bạn ấy đi ăn thì mình cũng ăn mà, mình cũng ăn vào mồm mình mà, đúng không? Thì mình đi ăn một mình nó cũng buồn, thì có người ăn cùng cũng vui. Thì bạn ấy cũng có bữa cơm thì mình cũng có người để nói chuyện thì cũng vui. Thì cũng không mất gì cả, không mất một cái gì hết. Thế nhưng mà vẫn có một cái bài học, đấy chính là không phải cái sự tử tế nào cũng được trao đổi bằng một sự tử tế các bạn ạ. Mình thích nghĩ rằng là những cái chuyện ví dụ như là tình cảm, bạn bè, yêu đương, quan hệ đồng nghiệp thì nó cũng là một dạng đầu tư. Nó cũng là một dạng đầu tư. Đầu tư này nó không thiên về tiền bạc nhưng mà nó sẽ thiên về thời gian. Đầu tư về thời gian, đầu tư về sự tử tế. Nếu như mà cái hạng mục đầu tư này nó mà thành công ấy thì nó cũng là một cái điều rất là vui. Nó vui hơn rất là nhiều so với việc là mình kiếm được nhiều tiền hơn. Bởi vì bên cạnh mình, sau lưng mình sẽ có một người ở bên cạnh, sẽ có một người hỗ trợ mình, thì nó có một cái giá trị rất là lớn. Thế nên là mình không ngại về cái việc như là với bất kỳ mối quan hệ mới nào, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp hay là bất kỳ ai, thì mình cũng không ngại về đầu tư, về thời gian, về một chút tiền bạc. Cũng có một số những cái lời nhắn nhủ nhẹ với các bạn là nếu như mà ai đó đã trao cho các bạn một cái sự tử tế nào ấy thì chúng mình cũng nên trao lại sự tử tế cho người ta. Bởi vì bạn sẽ không biết được rằng là cái người ngày hôm nay bạn gặp ấy, ngày mai người ta sẽ mang lại giá trị gì cho các bạn đâu. Mình nói thật, sẽ không thể nào biết được đâu. Vậy nên là trao được sự tử tế thì cứ trao. Còn đừng nghĩ là bởi vì người ta tử tế với mình thế nên là người ta dễ, người ta ngu, người ta muốn làm gì người ta cũng được. Không có cái chuyện đâu, để tồn tại trên xã hội này không ai ngu được cả các bạn ạ. Kể cả cái bạn đồng nghiệp, câu chuyện đầu tiên của mình ấy chăng nữa, thì mặc dù nó là nói chuyện hơi ngơ ngơ thì thôi, hơi có vấn đề về giao tiếp vậy thôi, nhưng bảo ngu không thì không hề ngu nhá. Thế nên là trao được sự tử tế thì hãy trao. Đừng có xác định là lợi dụng người ta, đừng có thấy người ta tử tế quá mà đi lợi dụng người ta các bạn nhá. Đánh mắt xong rồi này, mình chẳng thấy đẹp gì cả. Ôi nó không giống hình. Cái mắt này fail rồi. Mắt fail là cái trang điểm fail rồi, thì mình sẽ đánh son xong rồi mình kết video cho các bạn đây. Ok, thì cái câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay nó chỉ dừng lại hai câu chuyện thôi. Bởi vì là kể chuyện đến đồng nghiệp mà, những người bạn cũ của mình mà, thì nó sẽ là một khoảng thời gian tiếp xúc rất là dài. Thế nên là có những câu chuyện mà nó trải dài theo cái mốc thời gian. Vậy nên là nó sẽ không ngắn và nó cũng không nhanh gọn được như cái chuyện, cái video đầu tiên. Thế nên là mình có hai câu chuyện mình kể thôi. Có những câu chuyện khác mình sẽ để dần cho các bạn để kể sau nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi hết video này. Hy vọng là video này đã mang lại giờ phút vui vẻ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhấn like cho video, subscribe kênh mình, bên cạnh nhớ thông báo bây giờ mới về Instagram follow nhé. Bye.